Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một bộ dàn máy karaoke gia đình siêu hay luôn các bác nhé. Em phải đánh giá là một cái bộ này mà cho các bác sử dụng cho không gian gia đình nhà các bác thì yên tâm về chất lượng luôn. Đó là một bộ dàn máy đồng bộ thiết bị của DB Acoustic. Em hay gọi là DB Acoustic đấy. Dàn máy hôm nay em lên cho các bác là sử dụng chơi là một cặp loa full 30 này và một súp hơi đơn 40. Đấy, bây giờ sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác cái dàn máy này nhá. Ở video này thì em sẽ test nhạc và giới thiệu rõ từng thứ cho các bác. Và cuối video em sẽ test mic cho các bác nhé. Đấy, một bộ dàn máy đây này. Đây là dàn công suất thì bao gồm này, cục đẩy này, vang số này, mic không dây này. Đấy, thì ở đây là cục đẩy em sử dụng là cục đẩy 3 kênh của DB có cái mã là D2610 các bác nhé, 2610. Con đẩy này thì rất là khỏe. Kênh A, kênh B là em đánh loa full 30 này. Một kênh nó rơi vào tầm khoảng 650W trên một kênh. Nhưng mà đặc biệt là kênh C này, kênh C đánh súp hơi này. Rơi vào tầm khoảng 1000W nhá các bác nhé, 1000W trên một kênh C này. Đấy, ở đây là em sử dụng vang số. Vang số của DB có cái mã là D500B. Đây là cái phiên bản mới nhất này. Thì ở đây con vang số này bên em đã căn chỉnh setup ok rồi các bác nhá. Đấy. Vang số này thì xử lý rất là mượt này, tiếng rất hay này. Và đây em sử dụng mic không dây của DB có mã là D350 Bluetooth. Con mic này trong tầm tiền mà rất hay nhá, hát rất là nhẹ luôn các bác nhá. Bắt sóng rất khỏe luôn. Và loa full ở đây thì em sử dụng là loa full 30 DB Acoustic. Cái loa full 30 này có cái mã là ES12 các bác nhé. Đấy. Đây là cái mẫu của nó, logo đây. Nói chung quá là đẹp luôn. Nói chung là hàng nhập khẩu thì các bác yên tâm luôn. Đấy, nước sơn này, mỹ mãn không? Cái này em một bộ này mà để đặt trong phòng khách nhà các bác thì nhất quả đất luôn. Tay sách các bác nhé. Và cái loa này em xem nào. Cái loa nó rơi vào tầm khoảng 400W trên một cái các bác nhé. Chiều kháng 8 ohm. Đây, hai thanh thông người đằng sau. Đây. Đây là thông số của nó này. Đó. Đi quay ngược lại cái loa. Còn cái loa súp của nó ở đây thì là em sử dụng cái mẫu loa súp hơi đơn 40 của DB. Cái này có mã là BK115 các bác nhá. Súp này đánh tiếng rất là tròn tiếng, đánh rất là căng uy lực luôn nhé. Loa full thì tiếng nó trống sâu, đánh căng và chép tiếng rất là sáng, tiếng sáng. Đấy, bây giờ quay trở lại em test nhạc cho các bác nhé. Test một đoạn nhạc xem nào. Test một đoạn nhạc đây. Các bác thông cảm nhé, em không dám mở nhạc có lời. Tại vì mở nhạc có lời em chỉ sợ đánh bản quyền là mất kênh. Em cứ mở nhạc không lời nhé. Còn bác nào muốn nghe nhạc có lời thì có thể liên hệ riêng cho em để em gửi cho các bác một đoạn nhạc có lời. Thấy không? Đánh rất căng luôn. Nghe các bác nhá.
là đã luôn. Bây giờ sẽ thử tiếng mic đi. Đây các bác nhìn nhá. Em sẽ alo 1234 các bác nghe này. Từ đây em đã set up ok rồi. Li li có nghe được không? Em căn chỉnh để em hát thì em thích cái giải chép của em nó sáng tiếng mà em bao giờ nó tạo ra cái tiếng xì nghe rất là hay nhá. 6 1 2 2 6 1 2 2 Đấy. Rất là mượt luôn. Để em thử hát chay một đoạn nhá. Không hay các bác thông cảm này. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cánh sẽ đầu đầu khăn đêm bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lỡ, đường cùng ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Em báo giá đi, một bộ dàn này thì có mức giá rơi vào tầm 35 triệu các bác nhé. 35 triệu. Thì em nói luôn này, tiện đây là tiện hôm nay bên em, bên cửa hàng nhà em ship một bộ này cho một bác khách ở Đà Nẵng. Nên là bên em sẽ tiện bên em làm video luôn để cho các bác tham khảo. 35 triệu thì các bác mua thì bên em sẽ tặng cho các bác dây rắc đầy đủ nhá. Đấy, dây ca lông đầy đủ để các bác kết nối này, dắt cắm loa này. Đấy, như bác khách này mua thì em tặng cho các bạn, cho bác này một bộ pin sạc luôn, tặng một bộ pin sạc đi kèm nhá, pin sạc rất là tốt này. Em có bán cái bộ này rời nó rời hơn 500 các bác nhá. 35 triệu thì ví dụ bác nào có thể bóc lẻ mua cục súp, mua đôi loa, mua dàn máy cũng được nhá. Con đẩy này có giá khoảng hơn 8 triệu này, con vang này có giá từ khoảng là hơn 4 triệu này, mic có giá hơn từ khoảng hơn 3 triệu này, cặp loa thì có giá từ khoảng hơn 11 triệu. Súp có giá tầm khoảng là rơi vào tầm khoảng hơn 7 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy, nó nắm giá cho em. Mua lẻ từng thứ em vẫn bán. Còn ví dụ bác nào mà ở xa mà muốn mua nguyên dàn chất lượng như thế này thì cứ liên hệ alo em thôi. Bác nào ở gần thì ví dụ bác ở xa thì em set up nó cũng phải rơi vào tầm khoảng đến 80-90%. Còn bác nào ở gần, ví dụ nhà em ở Thường Tín Hà Nội, bác nào mà gần nhà em thì em hỗ trợ set up và lắp đặt miễn phí cho các bác nhé. Bốc ngay, mua hàng điện cho em thì em cam kết cho các bác chất lượng luôn với những cái dòng hàng hãng nhập khẩu như thế này. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.